Xin chào tất cả các cô chú anh chị và các bạn đang có mặt kênh của em. Hiện tại thì giờ là buổi sáng, em đang chuẩn bị đi làm. Thì bây giờ em sẽ đi kiếm đồ ăn sáng. Cụ thể thì em sẽ giới thiệu cho tất cả các cô chú anh chị biết được một vài quán ăn mà em đã trải nghiệm qua, cảm thấy khá là ngon ở khu vực quận 7, phường Tân Kiển. Nó nằm ở gần chợ Tân Quy. Mời tất cả cô chú anh chị và các bạn cùng theo chân em để biết được một vài món ngon như là cho tất cả cô chú anh chị nào mà chưa biết thì sẽ biết được một vài quán ở đây. Thứ nhất thì vừa qua đường số 37 rẽ qua đường số điện máy của người ta, đường Mai Văn Vĩnh, thì bên phải nó sẽ có một cái quán tiệm bánh. Ở đây thì khách ra vào liên tục bánh mì để mọi người cũng ăn sáng và bánh mì. Cái tiệm này bán rất là đông. Đây cũng có ban ngày, ở đây đường Mai Văn Vĩnh cũng là một cái chợ nó nhỏ. Vào cuối đường đi qua hướng bên chợ Tân Quy. Chú không biết ăn gì thì có thể ăn thử mấy cái quán mà em chỉ rồi cho em một cái nhận xét nho nhỏ về những cái quán này. Em thấy nó cũng ngon, cũng ổn, không đến nỗi nào tệ, cho nên là em có thể giới thiệu một quán nào mà em chưa ăn thì em cũng không dám nói. Để sẵn tiện thì chạy hẳn như chợ Tân Quy luôn. Chợ Tân Quy trong chợ thì em chưa ăn cái gì hết, là đồ ăn của mấy cô bán đồ ăn nhanh rồi được chứ. Chợ Tân Quy buổi sáng này có vẻ là đông. Thường thì em đi ăn sáng chỉ có là bánh ướt, rồi phở, rồi bún tứ chay, hủ tiếu mực, bánh ke, rồi bánh mì, cơm tấm, trong chợ buổi sáng rất là đông. Quầy thịt cá này là sáng đông, khá là đông, mà bị dọn cái đường giữa. Bao ngọt.
Trước tiên thì anh rẽ vào đường số 13 tí đi. Trong đường số 13 thì sẽ có chỗ bán quán chay. Và những ngày chay, em hay ăn bún chay rồi đồ chay ở đây. Mở bên chỗ Huyền Chè, cô Huyền Chè đó, bán ngày chay, bán bún chay rất là ngon. Rồi bên phải thì có một quán hủ tiếu chay, quán này cũng ngon, em ăn rồi cũng thấy ngon, bún chay bánh canh rồi này kia cũng ngon. Vào những ngày chay ở đây là đông dữ lắm, đông. Em hay ăn những ngày chay là em hay ra đó ăn hết, tại vì nhà em cũng hay ăn chay, chị hay em có theo Phật. Ở đây là cô hủ tiếu cô Tư, cô muốn mực, cô hủ tiếu mực của mình là một cái quán ngon á, em ăn vài lần thấy rất là ngon. Buổi sáng thì ngay góc đường số 8 này với đường số 13 cũng có một cái quán bán hoa lấu, bán hủ tiếu mực kia ngon khỏi nói. Là ngay đây nó hủ vô quán phở Tư Lợi góc đường số 8 với số 11, quán mà mọi người ở xung quanh đây chắc chắn là đều không biết. Và cái quán này cũng là cái quán mà em rất thường hay ăn. Tiếp thì em ra đường đôi. Đường đôi thì em chưa ăn cái gì. À, đường đôi ở cuối đường. Có một gần cuối đường có một cái quán chất lòng. Chất lòng thủ ngon. Để em quay đầu lại. Chưa trải nghiệm được. Hôm nay cũng có mấy quán ăn nhưng mà thấy khá là ít người ăn. Đôi những cái cây xanh kia của quán này bị tỉa hết rồi nên là khá là nắng. Mình đôi là một cái ở giữa là một cái công viên đường đôi. Quán cháo lòng nó nằm như là bên trái đường này, đường số 2 đường rồi đến thôi được phải không? Đây quán cháo lòng ăn buổi trưa, nó sẽ nằm ở phía bên này, phía bên chiếc Lexus này đậu. Đường số 6, đường số 2. Đường số 6 đi thẳng rồi thấy nguyên cái chợ Tân Quy. Rồi, thì đó là một vài quán mà em biết, em đã trải nghiệm rồi. Thì video của em cũng xin phép dừng ở đây. Cảm ơn tất cả các chú anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi kênh của em. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các chú anh chị vào video tiếp theo.